Rồi em xin chào cả nhà ha. Sáng nay em test hai cái đầu Tascam 350 ha. MD Tascam 350 gửi cho một bác ở Thủ Đức và một bác ở Bến Tre nha. Tascam 350 là con MD của Dật của hãng Tech mà Tech mua lại ha. Con này điện 100V ha, nhà máy đặt tại Trung Quốc và xuất ra thị trường Nhật. Xài điện 100V và giải mã 24 bit không cần đĩa mồi nha. Và con này có chức năng ghi đĩa nén nè, MDLP ha, và hai cổng quang và một cổng analog ha. Cổng một cổng quang một là phía sau và cổng quang hai là phía trước. Đây cổng này cổng quang hai và chạy mắt đời mới. Thu phát vô tư và thu phát thoải mái ha. Em để cho bác xem nội thất của nó nha. Đây. Rất là bo rất là khủng nha bác. 1 2 3. 1 2 3 cái bo ha. Ba bo. Ngoài ra là cái bộ cơ nó nằm ở đây, bộ cơ đây ha. Tăng phô, rất là nhiều bo mạch. Bo này bo của con Tascam 350 và 301 MK2 là gần gần giống nhau nhé bác. Bo rất là khủng ha, và máy còn sạch đẹp ha. Con 350 này khi giải mã thì các bác chỉnh được lớn nhỏ nha, còn con 301 thì không. Em hướng dẫn sơ những cái thao tác để các bác làm ha. Đây là ở đây là nút edit ha, dùng để xóa và đặt tên bài ha. Khi mình nhấn vào đó thì nó sẽ hiện rất rất là nhiều cái chế độ ha. Red mode ha. Đặt tên ha và xóa đĩa ha. Các bác bấm Z là sẽ xóa đĩa. Rồi, đĩa trắng rồi nha các bác. Khi mà làm DA á, khi mà có tín hiệu vào làm DA là các bác cũng nhấn ngay cái nút edit này ha, thì nó sẽ hiện lên là chỉnh lớn nhỏ nha. Rồi bây giờ em sẽ test thu phát hai con này đồng thời chỉnh lớn nhỏ cho các bác ha, test ghi ha. Khi mà làm DA thì bác nhấn nút record nha ha, nhấn nút record là nó làm DA ha. Cái này đang DA nè, các bác nhấn vào cái nút edit này nha, thì nó sẽ hiện là đây digital level ha, và cái này là để chỉnh ha, chỉnh to nhỏ trên trên máy nha. Đó, chỉnh chỉnh vừa thôi nhé bác, chỉnh nhiều quá nó bị vỡ tiếng nhé bác. Chỉnh vừa phải thôi, vừa đủ thôi nha. Đó là digital level, là chỉnh lớn nhỏ trên trên máy trên trên khi làm DA ha. Nhấn nút edit này giúp em. Rồi. Đang ở chế độ DA là đèn red và nút dừng nó sáng ở đây, thì các bác nhấn nút play là nó sẽ thu ha. Đó, đang thu nhé bác, đồng hồ đã nhảy rồi ha. Con dưới này cũng vậy nè. Đó, đang ở chế độ DA ha. Là nút red và nút nút tạm dừng ha, thì các bác nhấn nút play thì nó sẽ ghi ha. Đang ghi nhé các bác. Lòng vẫn u hoài thấy chuyện tình đổi thay, đời ai biết được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ. Thời gian ôm kỷ niệm.
niệm chắc nửa lời thơ tha, một tâm khúc cho người thương cho tiếng đàn. Đời đã không mang những gì mình mơ ước, mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ, lúc đến gần sao xuyến. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Rồi em dừng dừng ghi ha, rồi và em phát lại nha. Tóc xòa bờ vai, tình khốn lớn nuôi chờ mong ôm quá dài. Lòng vẫn u hoài, thấy chuyện tình đổi thay. Đời ai biết được ai, chia ly là hết. Xót xa nhiều cũng thế, nếu mai sau gặp xin cúi mặt. Test ghi và phát trên hai cái đầu Tascam 350 ha. Tascam 350 nó có một cái đặc điểm, nói chung là Tascam 350 301 và Tascam 801 RMK2 đều có một cái chung, một cái đặc điểm là những con này có xuất âm cổng ba lăng nha các bác. Và mấy cái con này nếu mà xài để nghe nhạc cũng tốt, và nếu mà hát karaoke, tức là câu cổng từ cổng ba lăng qua vang số để hát karaoke sau khi giải mã nhạc từ TV thì cũng rất là hay ha. Đều tiếng đều ba giải và chi tiết rõ ràng. Và giá của con Tascam 350 là từ 3,5 triệu nha các bác. Và em vẫn tặng một cái dây quang và hai đĩa MD cho các bác. Và bác nào có nhu cầu hoặc quan tâm xin liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại bên dưới ha. Em rất là hân hạnh được phục vụ các bác. Rồi, em kết thúc cái clip test này tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.